Indonesia, Thụy Điển, Italy, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Việt Nam. Vâng, xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một không khí rất xuân, tràn ngập sắc xuân. Không chỉ ngoài đường, không chỉ ở mỗi nhà mà trên sân khấu đội hình bắt chữ cũng như vậy. Tất cả những người tham gia chương trình đều đang có thể nói là hừng hực khí thế của mùa xuân tươi trẻ. Và tại trường quay của chúng ta thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cành đào, rồi thì rất nhiều những bông hoa mai. Một không khí xuân đang tràn ngập trường quay của chúng ta. Chắc là giờ phút này quý vị và các bạn đã nhận được rất nhiều những điều chúc tốt đẹp từ phía người thân, bạn bè và thậm chí cả những người đi đường nữa. Nhưng trong khuôn khổ chương trình, tôi cũng xin phép được thay mặt những người làm chương trình xin chúc quý vị có một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và mọi sự như ý. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Và bao giờ cũng vậy, vào mùa xuân là chúng tôi luôn luôn mời những cái người chơi thật đặc biệt để làm sao để chương trình của chúng ta vốn đã đặc biệt thì thêm phần đặc biệt hơn. Và ngay bây giờ là lúc chúng ta làm quen với hai người chơi trong chương trình hôm nay. Vâng, xin chào hai người chơi ạ. Vâng, chúng ta có thể làm quen với nhau một chút. Trông mới nhìn thì tôi thấy có vẻ là cũng hơi đứng tuổi. Nhưng mà khi mà hai người chơi nhoẻn nụ cười thì tôi thấy lại hình như là cái đứng tuổi đấy nó bay đi đâu mất. Mà có vẻ như chỉ hơn tôi khoảng 3-4 tuổi mà thôi. Cho nên là hiện tại là bây giờ tôi chưa biết cách xưng hô như thế nào. Trước hết là cho phép tôi cứ gọi một cách chung chung nhất, đó là hai người chơi. Vâng, xin mời mọi người giới thiệu về mình ạ. Vâng. Xin mời bác, tôi trước ạ. Mời anh. Vâng, vâng. Vâng. Tôi tên là Đoàn Quốc Thái. Dạ. Giới thiệu về tuổi ạ. Dạ, giới thiệu cái gì cũng được ạ. Giới thiệu về tuổi thì lại không muốn giới thiệu. Vâng ạ. Bởi vì hôm nay ăn mặc cái trang phục này thì trông hơi đứng tuổi. Vâng. Nhưng ngày mai cũng mặc chim cò như Xuân Bắc thì có lẽ người ta cũng đoán là khoảng hai mấy thôi. Vâng ạ. Thế thì cũng rất là khó, khán giả ở đây không biết là họ đoán là bao nhiêu. Dạ vâng. Nên cái phần này có lẽ là cũng cho bí mật một tí. Vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ, Quốc Thái. Còn thế còn đến với chương trình hôm nay thì với anh Thái là với mục đích như thế nào ạ? Rất đặc biệt. Vâng. Bởi vì chương trình vừa rồi Xuân Bắc cũng vừa giới thiệu rồi. Dạ. Đây là một chương trình đặc biệt. Dạ vâng. Và lại mời những người đặc biệt. Dạ. Thì không vui sướng gì hơn được người đặc biệt và được chơi chương trình đặc biệt của chương trình đuổi hình bắt chữ. Vâng, rất tuyệt vời. Một chương trình đặc biệt với những người chơi đặc biệt, với một khung cảnh đặc biệt và lời giới thiệu về bản thân cũng rất đặc biệt. Chúng ta đến với người tiếp theo, xin mời. Chào anh Xuân Bắc. Dạ. Xin chào khán giả có mặt tại trường quay và chào tất cả khán giả đang theo dõi trên màn hình. Dạ. Tôi tên là Đặng Bích Nga. Dạ. Tuổi thì chắc là tôi cũng lại phải giấu. Vâng. Bởi vì là nếu mà tôi nói ra thì tôi cũng lại không thể nào mà nói được, bởi vì anh Thái cũng giấu thì tôi cũng giấu. Dạ vâng. Không nói tuổi nữa. Thế thì tôi cũng lời đầu tiên cho phép tôi được chúc tất cả các quý vị khán giả cùng anh Xuân Bắc. Dạ. Một lời chúc đầu năm tràn trề hạnh phúc. Dạ. Và đầy những niềm vui. Dạ. Thế tôi đến với cái chương trình đuổi hình bắt chữ này cũng rất là vinh dự. Dạ. Bởi vì là một cái chương trình rất là đặc biệt. Thế mà tôi cũng rất là hào hứng. Bởi vì hào hứng là như này, hào hứng là muốn lên truyền hình ngày đầu năm. Thế là được tại nguyện. Dạ. Thế là sung sướng. Thế vâng. Là rất là vinh dự cho tôi. Vâng ạ. Lên truyền hình ngày đầu năm, nó vừa cho chúng ta niềm vui, niềm hân hoan phấn khởi. Không những thế mà chắc chắn chương trình sẽ có những phần quà đặc biệt. Vâng. Ít nhất là những miếng ghép rất là thú vị, những hình vẽ cũng như là những đáp án rất là bất ngờ. Ngoài ra chắc chắn một điều rằng là ngay bây giờ chương trình sẽ có những cái phần lì xì đầu năm cho người chơi. Vâng, xin mời anh Thái và chị Bích Nga vui lòng bước ra giữa sân khấu. Xin mời. Vâng, bao giờ cũng vậy, thành tục lệ rồi, đầu năm thì chúng ta gửi cho nhau những cái phong bao lì xì. Và phong bao lì xì thì ở đây thì chúng tôi hai người chơi, cho nên thưa quý vị, chúng tôi sẽ có hai phong bao lì xì. Và điều quan trọng là mỗi người sẽ lựa chọn một cái. Trong này thì có những cái phần bất ngờ khác nhau, cho nên là may mắn thế nào chúng ta sẽ nhận được những điều như vậy. Vâng, xin gửi ạ. Sẽ là úm đấy, cả một cái nặng một cái nhẹ. Vâng, xin mời. Nhường cho Bích Nga cái
tay may mắn hơn. Vâng, xin mời chị Nga. Thế thì cái gần tôi nhất thì tôi xin lấy cái gần tôi nhất. Dạ vâng, hình con mèo. Vâng. Có vẻ nặng quá. Dạ vâng. Cái xa này hai con mèo. Vâng. Cái xa này có lẽ lại là may mắn hơn. Vâng ạ. Cái này hai con ạ. À, chị Nga chọn trước, anh Thái chọn sau, chính vì vậy xin phép tôi đọc của anh Thái trước phần thưởng là gì. Chúc mừng năm mới. Đó. Chúc một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Chương trình gửi tặng cho bạn 500 điểm và một cặp bánh chưng. Vâng, xin gửi bác làm kỷ niệm. Cảm ơn. Dạ. Chúc mừng năm mới. Chúc một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc. Chương trình sẽ gửi tặng bạn 150 điểm. Thua rồi nha. Và một cái bánh chưng. Và trong cái bánh chưng là điều bí mật. Dạ. Ngoài ra chương trình cũng gửi tặng thêm bạn 350 điểm và một cái bánh chưng khác. Vâng. Thế thì có lẽ là bằng nhau bằng tay. Đầu năm có lẽ là nó cứ có những cái sự bất ngờ. Vâng, chả biết thế nào. Vâng, đã có 500 điểm trong tài khoản. Và bây giờ sẽ là những cái cặp bánh chưng. Bao giờ cũng như vậy. Vâng, những cặp bánh chưng. Xin gửi người chơi. Vâng, cảm ơn. Vâng, chúng ta cũng phải xách những cái bánh chưng như thế này mới cảm nhận hết được cái không khí Tết. Đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Cảm ơn. Một lần nữa xin chúc mừng người chơi và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho sự may mắn của hai người chơi. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ nhất của chương trình đuổi hình bắt chữ. Đầy hào hứng, đầy phấn khởi, thưa quý vị. Phần thi thứ nhất của chương trình đuổi hình bắt chữ luôn tạo cho người chơi một cái sự khởi động. Bởi vì chúng ta sẽ có 9 miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép nhỏ sẽ là một hình, mỗi hình sẽ là một câu. Và chúng ta đang sống trong không khí xuân, cho nên là những câu, những miếng ghép trong chương trình của chúng ta đều hầu hết là về chủ đề ngày Tết. Sẵn sàng? Xin sẵn sàng. Vâng, vâng, xin mời hướng lên màn hình. Vâng. Miếng ghép ưu thế bắt đầu. Đây là gì? Rất đơn giản. Vâng, xin mời bác Thái ạ. Bánh chưng. Rất chính xác, đó là bánh chưng. Đơn giản quá, cái này ai cũng biết, người Việt quá Nam. Đơn giản. Vâng. Quá đơn giản. Người Việt Nam thì ai cũng biết, nhưng mà mong rằng bác Quốc Thái là đứng vào đúng vị trí người chơi ạ. Vâng. Đúng rồi. Vâng ạ. Bánh chưng. Bánh chưng là... tức là một vật không thể thiếu trên bàn thờ vào dịp Tết Nguyên Đán của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Và bánh chưng này, thịt mỡ, dưa hành này thì là những cái điều có thể nói là gần như là đặc trưng của ngày Tết. Bánh chưng. Và bây giờ chúng ta cùng hướng lên màn hình. Chúng ta có mốc điểm từ 40 đến 360 điểm. Anh Thái thân mến, số điểm này sẽ được dịch chuyển liên tục. Và anh sẽ là người nhấn chuông để dừng số điểm. Số điểm anh nhấn chuông khi đó dừng là bao nhiêu thì anh sẽ được cộng thêm vào tài khoản. Và với một câu trả lời đúng ở phần sau thì ai trả lời đúng sẽ cộng được số điểm tương ứng. Sẵn sàng chưa ạ? Cứ bình tĩnh tìm quy luật. Điểm bắt đầu chạy. Bình tĩnh để nhấn chuông. Khi nhấn chuông điểm dừng là bao nhiêu, chúng ta được bấy nhiêu điểm. Ở mỗi đáp án đúng bao nhiêu ạ? 160 điểm. Sao bác Thái? Mới là trung bình yếu. Trung bình yếu. 160 điểm. Ngày xuân thế cũng được rồi. Cũng chấp nhận được. Khởi động. Vâng, khởi động. Khởi động, khởi động. Vẫn khởi động, phải khởi động mà mình cứ tốc độ ngay thì đôi khi... Đúng rồi. Gọi hụt hơi. Vâng, hụt hơi. Hụt hơi. Nhất là vào cái không khí lạnh như thế này nữa. Rồi. Vâng. 160 điểm. Hiện nay bác đang có 660 điểm. Cũng khá rồi. Vâng, cũng khá rồi. Hơn hẳn người bên cạnh. Hơn. Vâng. Bây giờ hai người chơi đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Xin mời miếng ghép đầu tiên. Mỗi người chỉ được trả lời một lần và có 15 giây để trả lời. Nhớ tay nhấn chuông. Đây là gì? Tên một loại cam vỏ mỏng thường có nhiều vào dịp Tết và ở ngay cái khu vực cầu diễn ý thì là có. Nhấn chuông. Là gì ạ?
Cam Canh. Cam Canh, rất chính xác, Cam Canh. Một tràng vỗ tay ạ, trả lời đúng. Cam Canh không, vẫn được điểm và đúng lúc, hiện chưa hết giờ, được điểm. Cộng thêm 160 điểm. Bằng nhau. Vì sao là Cam Canh? Chúng ta thấy có cái cửa và có hai quả cam đang làm gì ạ? Cành gác. Kính gác. Cành gác. Đó, Cam Canh. Mời chị Nga đến với miếng ghép thứ 10 để mở chi tiết. Vâng, bây giờ sẽ làm miếng ghép thứ 10. Hãy nhấn chuông để mở chi tiết. Một góc có vẻ như là đồi núi xa xa. Bây giờ sẽ là vì sao mở miếng ghép thứ 10? Là bởi vì miếng ghép thứ 10 với giá trị 1.000 điểm. Chúng ta càng trả lời được miếng ghép nhỏ thì càng có cơ hội mở những miếng ghép chi tiết của miếng ghép thứ 10 để lộ ra, để chúng ta dễ đoán. Bây giờ sẽ làm miếng ghép thứ 2 trong phần thi thứ nhất. Ai mà nhổ tre rồi lại còn rước? Vâng, xin mời. Thánh Gióng. Không, đây Thánh Gióng thì là chỉ, chắc là chỉ vẽ một thôi. Bây giờ là chị Nga phải hết sức bình tĩnh. Đây là gì? Có những người điền sau niệm rồi có cả khênh kiệu như này, thì đây chứng tỏ là câu trả lời chính xác là gì ạ? Thánh Gióng thì đúng rồi, nhưng mà đang chúng ta đang làm. Vâng, xin mời ông Thái ạ. Tôi nghĩ rằng đây là các tăng ni nhà Phật. Vâng. Vâng, vâng. Vâng. Đáp án là? Là... Bình tĩnh ạ. Cả bình hai người ạ. Coi như là chưa trả lời. Để tôi gợi ý lại. Vâng, xin mời gợi ý. Thánh Gióng thì đúng rồi. Nhưng mà khi nào thì chúng ta khênh tượng ông Gióng lên, rước đến nơi nào đó, và hàng năm thì chúng ta thường xuyên tổ chức cái việc đó, thì gọi là cái gì ạ? Là gì ạ? Hãy nhấn chuông nếu đã tìm ra đáp án. Đây là diễn ra hàng năm vào tháng 4 âm lịch ở làng Phú Đồng. Xin mời chị Bích Nga. Hội Gióng. Gì ạ? Hội Gióng. Hội Gióng, rất chính xác. Hội Gióng hay lễ hội Thánh Gióng. Đó mới là cái mà chúng tôi muốn nói. Lễ hội Thánh Gióng hoặc Hội Gióng. Vâng. Chị lại được cộng thêm 160 điểm nữa và lại đến với miếng ghép thứ 10. Tiếp theo sẽ là miếng ghép thứ 3. Vào mùa xuân chúng ta thường, xin mời chị Ngạ. Hội chim. Gì ạ? Hội thi chim. Hội chim. Hội thả chim. Hội chim này. Hội thi chim. Hội thả chim này. Thế bây giờ cụ thể đáp án cuối cùng chị đưa ra là gì? Thi chim. Gì ạ? Gì, gì ạ? Gì ạ? Nhấn chuông trả lời lại, nhấn chuông. Đáp án là thi chim. Hội thi chim. Đấy. Thế tôi có được trả lời không đấy? Bây giờ chờ nốt, bây giờ chị Nga trả lời nốt cuối cùng. Đáp án chị đưa ra là hội thi chim. Hội thi chim. Đúng. Cứ dừng lại đấy đã. Bây giờ vâng, xin mời anh Thái, nếu anh trả lời sẽ là gì ạ? Mời. Tôi sẽ trả lời là hội thi thả chim. Hội thi thả chim. Phải nói thật là rất khó. Dễ chứ? Dễ ạ. Vâng. Về cái phần gọi là hiểu thì ai cũng hiểu thôi. À. Nhưng mà ngôn ngữ sử dụng ấy, đôi khi nó cho chúng ta những cái cảm xúc khác nhau. Chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình. Dựa vào đặc tính ấy, từ lâu ông cha ta đã sáng tạo ra lối chơi tao nhã thi thả chim bồ câu. Và tương truyền rằng thì cái hội này thì thường tổ chức vào mùa xuân và có từ thời nhà Lý. Chị Bích Nga đưa ra là hội thi chim. Anh Thái đưa ra là hội thi có thêm thả chim. Đáp án đúng là hội thi chim thả chim. Vâng, 160 điểm nữa.
nó phải chuẩn xác đấy. Nói chung là cánh đàn ông sử dụng những cái câu này, từ này nó vẫn cứ chuẩn. Hội thi thả chim. Bây giờ xin mời anh Thái sẽ đến với miếng ghép thứ 10 để mở chi tiết. Xin mời. Hãy nhấn chuông để mở ra chi tiết. Tiếp theo sẽ là miếng ghép thứ 4. Vào dịp đầu xuân chúng ta muốn lì xì hay đi lễ, chúng ta thường phải làm một thủ tục rất đơn giản, đó chính là, xin mời chị Nga. Đổi tiền lẻ. Gì ạ? Đổi tiền lẻ. Đổi tiền. Có một lúc đưa ra 8 đáp án này thì cũng đến người dẫn chương trình cũng bế tắc. Đáp án là bình tĩnh. Vâng ạ. Đổi tiền. Đáp án đúng, đổi tiền. Vâng đấy, mạnh dạn. Lại giành được 160 điểm nữa. Đổi tiền, thói quen vào mỗi năm thì chúng ta thường đổi tiền để lấy tiền mới. Và bây giờ sẽ làm những cái thứ 10 để chị Nga lại mở chi tiết ra. Lại rừng núi. Xin mời miếng ghép thứ 5. Đây là gì? Đây là gì? Tên năm. Xin mời ạ. Tân Mão. Đáp án đúng, Tân Mão. Rất dễ, rất đơn giản. Vì sao lại Tân Mão? Chúng ta có thể thấy ngay một con mèo có thể trông là xưa, mướp, rách dưới. Và một con mèo có thể nói là vừa được tắm rửa, gột sạch sẽ, mặc quần áo mới, đẹp đẽ luôn. Tân Mão. Tên của năm âm lịch. Năm Tân Mão. Bắt đầu từ miếng ghép sau, ai trả lời được miếng ghép nhỏ sẽ có quyền 5 giây để trả lời miếng ghép lớn. Nếu như không trả lời thì thôi, còn nếu trả lời đúng thì sẽ được cộng 1.000 điểm. Nếu trả lời sai thì người bên cạnh lại có 5 giây trả lời. Trước hết xin mời anh Thái sẽ đến với miếng ghép. Miếng ghép lớn và để mở chi tiết ra. Xin mời. Bây giờ sẽ là miếng ghép thứ 6. Một bên đang lao động, một bên có vẻ như là đang thư giãn. Vào mỗi dịp, xin mời chị Ngạ. Nghỉ Tết. Hoàn toàn đúng, nghỉ Tết, rất chính xác. Đó chính là nghỉ Tết. Thời gian nghỉ không đi làm, trong thời gian Tết, nghỉ Tết. Và bây giờ sẽ là miếng ghép thứ 10. Sau khi nhấn chuông sẽ có 5 giây. Và muốn trả lời thì lại nhấn chuông một lần nữa. Còn nếu không trả lời thì có thể bỏ qua. Không có câu trả lời, chúng ta đến với miếng ghép thứ 7. Rất dễ. Xin mời ạ. Xin mời. Câu đối. Rất chính xác, đúng là câu đối. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu chương trình thì anh Thái và chị Nga có dỉ tai tôi nói là thực ra là xem chương trình thì khá nhiều, thế nhưng mà sợ lên đây mà nhất là lại hơi có tuổi một chút, ánh đèn sân khấu rồi thì ống kính máy quay chĩa vào sợ hơi mất bình tĩnh. Thế nhưng mà sợ không đoán được thì Xuân Bắc gợi ý nhiều nhiều, nhưng mà có nhiều cái mà tôi chưa kịp gợi ý thì đã đoán được ngay rồi. Tức là rất còn nhanh nhẹn trong tư duy. Thế cho nên là anh Thái và chị Nga cũng không sợ mình có cái cảm giác là bị già mà phải giấu tuổi đâu. Bởi vì là ai nhìn anh chị cũng biết là khoảng 39-40. Thế thì nó cũng tầm đấy thì cũng là còn được coi là rất trẻ. Vâng. Chính xác là anh Thái năm nay là 40-41 ạ. Vâng, cũng sắp xỉ cái tuổi đấy ạ. Vâng ạ. Thế tôi đoán cũng đúng. Sắp xỉ, sắp xỉ. Vâng. Thưa quý vị, câu đối. Câu văn gồm hai ý có lời và ý đối nhau. Đồ trang trí bằng hai tấm gỗ, lụa hoặc giấy, trên đó có hai câu văn bằng chữ Hán hay tiếng Việt đối nhau từng chữ, từng tiếng để chúc mừng nhau. Câu đối. Xin mời anh Thái đến với miếng ghép thứ 10. Vâng, 5 giây. Xin mời ạ. Đi lễ, hội, lễ chùa. Chưa chính xác. 5 giây dành cho chị Nga. Vâng, xin mời. Chùa Hương. Gì ạ? Chùa Hương. Chưa chính xác. Chúng ta đến với miếng ghép thứ 8. Xin mời chị Nga. Thầy bói. Không. Không phải thầy bói. Tôi được chứ? Dạ vâng, xin mời. Đây là gì?
Đi bình tĩnh. Vâng, xin mời trả lời. Đi tảo mộ. Đi tảo mộ. Một tràng vỗ tay. Xin lỗi. Nói nhiều quá. Đi tảo mộ. Đi tảo mộ. Đi tảo mộ là một việc thường chúng ta làm, diễn ra trong Tết Thanh Minh. Đáp án của chúng ta là Tết Thanh Minh chứ không phải là đi tảo mộ. Tết Thanh Minh. Hơi tiếc một chút. Xin mời miếng ghép thứ 9. Ngày Tết, trước Tết chúng ta thường phải đi gì? Xin mời anh Thái ạ. Sắm Tết. Gì ạ? Đi sắm Tết. Đi sắm Tết. Chị Nga có ý kiến gì không ạ? Xin mời. Hàng khuyến mại. À, không thể. Đi sắm Tết và hàng khuyến mại. Thói quen mua sắm đồ dùng mới, đồ ăn, đồ trang trí trong dịp Tết. Thực ra về nghĩa thì đúng, nhưng về câu là chưa chính xác. Hàng khuyến mại sai. Đi sắm Tết đúng về ý, về nghĩa, không đúng về từ. Đáp án chúng tôi đưa ra là đi mua sắm. Đi mua sắm. Bây giờ sẽ là miếng ghép thứ 10 và quyền trả lời của hai người chơi là như nhau. Xin mời miếng ghép thứ 10. Bình tĩnh. Chỉ được trả lời một lần, cho nên nếu như chị Nga muốn trả lời ngay thì tôi sẽ không gợi ý nữa. Chị muốn trả lời luôn không ạ? Chị muốn trả lời luôn hay là chờ tôi gợi ý đã? Chờ gợi ý ạ. Vâng, hãy chú ý đến đây. Không cần trả lời ạ. À, không cần gợi ý ạ. Không cần gợi ý. Vâng, xin mời. Chảy hội chùa Hương. Chảy hội chùa Hương. Chưa chính xác. Thực ra là đã nhìn thấy rồi. Vâng, xin mời chị Nga. Xin mời, đây là gì? Đây là 5, 4, 3, gần đúng ý của anh Thái rồi. 2, 1, nhấn chuông, nếu không hết giờ. 1, lễ hội chùa Hương. Gì ạ? Lễ hội chùa Hương. Không đúng. Hội chùa Hương. Mọi người dưới không nhắc. Đáp án cuối cùng chị đưa ra là gì hả chị? Hội chùa Hương. Hội chùa Hương. Đáp án đúng của chúng tôi, lễ hội chùa Hương. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc phần thi thứ nhất. Và thật tiếc là đã không ai trả lời được miếng ghép thứ 10 một cách chính xác nhất. Vâng, bây giờ là lúc chúng ta cùng xem số điểm mà hai người chơi giành được. Anh Quốc Thái đang giành được 1.140 điểm. Xin chúc mừng. Và tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tới chị Bích Nga cũng đang giành 1.140 điểm. Vâng, số điểm rất bằng nhau. Bây giờ là lúc chúng ta làm quen nhiều hơn với hai người chơi. Họ và tên Đặng Bích Nga, biệt danh là Nga Ngố. Đấy, biệt danh rất giống các bạn tuổi teen. Sinh ngày 28 tháng 11. Sở thích, thích đủ thứ. Đặc biệt là thích đi du lịch, rừng núi và ăn vặt. Năng khiếu của bản thân ạ. Xin mời chị Nga. Năng khiếu thì tôi có mỗi một cái năng khiếu là biết hát thôi. À, biết hát. Chị hát những thể loại nhạc nào? Tôi hát đủ các thể loại. Nhạc đỏ, nhạc tiên chiến, hát chèo, hát quan họ. Dạ. Hát vọng cổ. Ôi. Dân ca Bình Trị Thiên. Ui. Dân ca Nghệ Tĩnh. Hay. Hát sầm cũng hát được. Ôi chà. Và đặc biệt là hát lăn. Thế bây giờ trong một cái không khí rất Tết như này thì chị có thể gửi tới quý vị khán giả một cái bài hát văn nào mà chị yêu thích không ạ? Tôi cũng muốn gửi tới quý vị trong cái không khí Tết này, mà đặc biệt là cái Tết năm nay. Dạ. Là một cái Tết mà đánh dấu cái nghìn năm Thăng Long. Đúng. Cho nên là tôi muốn gửi tới tất cả các quý vị một cái bài hát về Thăng Long Hà Nội. Dạ. Nghìn năm văn hiến. Vâng. Của lời là của nhà giáo ưu tú Hồng Thái. Dạ. Và Ngô Văn Đảo. Dạ vâng. Và hát văn ạ. Hát văn ạ. Rất tuyệt vời.
lạc châu hồng, ngàn thu hội tụ giống dòng Việt Nam. Trời đất khai quang bừng hồng, trời đất khai quang non sông biển bạc rừng vàng bao la. Từ khởi dựng ơi sơn hà xa tắc đi, lưỡi gươm thiêng chống giặc tàn hùng, ta là con cháu vua hùng lên rừng xuống biển giữ vùng vùng đất trời Nam. Việt ngàn năm non sông, đất Việt ngàn năm mi trải bao gian khó, thăng trầm vươn lên đời thề đã bên gươm thiêng, đã bên gươm thiêng lời thề, đã bên gươm thiêng nặng lòng ước nguyện bình yên no lành tháp rùa soi bóng lung linh, tháp rùa soi bóng lung linh đại nghiên tháp bút thiên thanh chiếu trời đông đa sừng sững tượng đại quang chung đất trời Hà Nội sáng trong.
Vâng, thưa quý vị, rất tuyệt vời. Đúng là không khí của nghìn năm Thăng Long, và đúng là chúng ta là con lạc cháu hồng thì rất là tự hào khi chúng ta có một thành phố nghìn năm tuổi mà lại là thủ đô của nước ta. Tôi muốn hỏi riêng anh Thái, tức là khi mà nghe chị Nga hát cái bài vừa rồi thì cảm giác của anh như thế nào? Hỏi tôi thì trả lời được rất nhanh. Vâng. Vì Bích Nga cũng đã gắn kết với tôi một thời gian dài. Dạ. Cũng đi biểu diễn. Vâng. Thúy Bích Nga là một trong những nghệ sĩ mà đã từng biểu diễn với chúng tôi nhiều lần. Dạ. Gần như là tuần nào chúng tôi cũng có một cuộc biểu diễn lớn tại các tỉnh. Dạ. Nên tôi cảm nhận Bích Nga là một nghệ sĩ có tài. Dạ. Và rất là đa tài trong các lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc dân gian, dân ca. Dạ. Như vừa rồi Bích Nga cũng đã thể hiện. Dạ. Bây giờ anh có thể hát một bài hát về dân ca không? Và tôi... nếu như anh về dân ca thì tôi cũng rất yêu thích, cho nên nếu cần thì tôi sẽ đệm đàn đệm trống cũng được. Nếu thế thì Xuân Bắc cho tôi một bài hát. Bài gì ạ? Bài Lý Con Sáo. Lý Con Sáo. Rồi tôi sẽ đánh bài Lý Cây Bông. Lý Cây Bông thì tôi lại không hề thuộc tí gì cả. Xuân Bắc gợi ý sang một bài khác đi. Bài vui và nhộn, có không khí ngày Tết nhá. Vâng. Chị Nga. Bài Trống Cơm. Trống Cơm. Trống Cơm. Xong rồi. Rồi, xong rồi. Vâng. Xong rồi. Như là đã ký xong thỏa thuận hợp đồng. Vâng. Bài Trống Cơm. Đúng rồi. Vâng, và bây giờ là chúng ta sẽ đến với ca khúc Trống Cơm. Anh Thái hát, tôi sẽ đệm trống phách. Và rồi, chúng ta cũng mời thêm một nghệ sĩ nữa là một nghệ sĩ... Tuyết. Vâng, nghệ sĩ Tuyết Tuyết sẽ đệm đàn. Đồng ý không ạ? Như vừa Xuân Bắc này, dạ, tôi đã giới thiệu trong cái bản giới thiệu của tôi rồi. Dạ, đâu ạ? Là tôi hát tốt dòng nhạc thính phòng. Vâng. Dòng nhạc cách mạng. Vâng. Dòng nhạc dân gian. Chữ đặc tình. Biệt là dòng nhạc trữ tình. Vâng. Những bài hát trữ tình như các vị đã biết rồi. Vâng. Tài tử Ngọc Bảo hay hát những vâng. bài Mơ Hoa, Bến Xuân, Đàn Chim Việt. Dạ. Tương Tư. Dạ. Cô Hái Mơ, vâng. Cô Hàng Xóm, Cô Láng Giềng, vân vân. Dạ. Thế nhưng mà hôm nay thì lại là không khí ngày Tết. Vâng. Mà Xuân Bắc lại vừa ký hợp đồng kinh tế với tôi. Thỏa thuận rồi. Thỏa thuận. Dạ. Là gì? Là Trống Cơm. Trống Cơm. Thì tôi sẽ chiều Xuân Bắc và dạ. cũng là đúng với cái không khí của cái chương trình ngày hôm nay của chúng vâng ta. Ạ. Thưa quý vị và các bạn, một tràng vỗ tay để chúng ta cùng đến với Trống Cơm. Cái trống cơm cái đài khéo phố ơi mây bồng lên bồng ôi mây bồng lên bồng một bài tân tình con xít một bài tân tình con xít nó mới nổi xong ơi mới đi tìm em nhớ thương ai đôi con mắt ôi mới lìm dim đôi con mắt nó mới lìm dim một bài tân tình con nhện ơi mây răng tới mây đi tìm em nhớ thương ai duyên nợ khánh tang bồng duyên nợ khánh tang bồng tình bằng có cái trống cơm khe đài theo phố ơi mây bồng lên bồng ôi mây bồng lên bồng một bay tân tình con xít một bay tân tình con xít nó mới lội xong ôi mới đi tìm em nhớ thương ai đôi con mắt ôi mới nhìn xin đôi con mắt ôi mới nhìn xin một bay tân tình con nhện ơi mây dần tới mây đi tìm em nhớ thương ai duyên nợ khánh tang bồng duyên nợ khánh tang bồng tình bằng có cái trống cơm thế này khéo phố ai mây bồng lên bồng ôi mây bồng lên bồng một bay tân tình con xít một bay tân tình con xít nó mới nổi xong nó mới đi tìm em nhớ thương ai đôi con mắt nó mới nhìn xin đôi con mắt nó mới nhìn xin một bay tân tình con nhện ơi mây thương ai ấy mây đi tìm em có thương ai duyên nợ khánh tang bồng duyên nợ khánh tang bồng duyên nợ khánh tang bồng tang bồng tang bồng tang bồng bồng bồng. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để đến với phần 2 của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ.
Vâng, chúng ta vừa có một cái cảm giác có thể nói là hết sức tuyệt vời trong một không khí rất ngày xuân. Và một lần nữa tôi phải khẳng định một điều rằng là không khí xuân đang tràn ngập chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ của chúng ta. Vòng 2 của chương trình vẫn là cố gắng để có những miếng ghép liên quan đến chủ đề ngày xuân, nhưng không hoàn toàn là như vậy. Chính vì thế mà hai người chơi cần phải chú ý tư duy thật nhanh và thật mở để làm sao bắt được hình và đoán được chữ. Thì miếng ghép đầu tiên của phần thi thứ hai sẽ là chị Nga. Xin mời chị Nga, chị sẵn sàng chưa? Vâng. Phát hình. 400 điểm cho miếng ghép ngay sau đây. Vâng, xin mời miếng ghép. Đây là gì? Món chè của người Việt Nam đặc khô. Xin mời. Chè con ong. Hoàn toàn đúng, đó là chè con ong. À, chị Nga thân mến, đáp án đúng rồi thì phải hào hứng lên trả lời. Chị bấm chuông trả lời lại ạ. Xin mời. Chè con ong. Đúng, nó là chè con ong, vẫn là chè con ong. Món chè của người Việt Nam đặc khô hạt, nếp nở to, mẩy như bụng con ong, màu cánh gián, thơm mùi gừng, ngọt, thơm mùi gừng và đường, là món tráng miệng trong bữa ăn của ngày Tết cổ truyền. Rất là ngon. Mời chị đến với miếng ghép thứ 10. Một góc. Xin mời phần chọn điểm của anh Thái ở miếng ghép thứ 2. 100 điểm. Không sao, dường như bé nhất nhưng mà chắc là sẽ hình rất là dễ nhất. Xin mời. Dễ quá. Hai từ, đây là. Xin mời chị Nga. Thay đồ. Chưa chính xác. Xin mời anh Thái. Thư pháp. Thư pháp chưa chính xác ạ. Người, xin mời chị Nga. Ông đồ. Ông đồ rất chính xác. Có vẻ như là tìm ra đáp án đúng chính xác rồi, cười rất vui. Đây là ông đồ. Rất chính xác. Vâng, đó là ông đồ, người theo học chữ nho thi cử và ra viết chữ nho. Vâng, ông đồ. Xin mời chị đến với miếng ghép thứ 10. Chưa cụ thể lắm. Phần chọn điểm của chính chị Nga thân mến. 250 điểm. Đây là gì? Trong mỗi bữa. Xin mời chị Nga. Nâng cốc. Rất chính xác, đó là nâng cốc. Tôi đang định gợi ý là trong mỗi bữa ăn thì thường chúng ta muốn uống cái gì đó và thể hiện cái tinh thần một chút thì chúng ta thường phải làm việc này, thì chị nói luôn là nâng cốc, hoàn toàn chính xác. Mời chị đến với miếng ghép thứ 10 để mở chi tiết. Nào, mở chi tiết miếng ghép thứ 10. Xin mời phần chọn điểm của anh Thái ạ. 550 điểm, cái điểm rất cao. Cây trồng làm cảnh. Mời chị Nga. Hoa thủy tiên. Đáp án đúng, hoa thủy tiên. Chị Nga được cộng 550 điểm. Đó chính là hoa thủy tiên, cây trồng làm cảnh. Có thân hành to, hình trứng, lá bản dài và nở hoa rất là đẹp. Hoa thủy tiên. Một lần nữa mời chị mở chi tiết miếng ghép thứ 10. Vâng, tiếp theo sẽ là phần chọn điểm của chị Nga. Anh Thái phải cần tập trung nhiều hơn nữa hoặc nhiều nhìn ít hơn. 600 điểm. Rất khó để có được số điểm cao như thế này. Xin mời. Đây là gì? Xin mời anh Thái ạ. Đây là giò xào. Không, chưa chính xác. Chưa chính xác. Xin giò mời. Thủ. Gì ạ? Giò thủ. Rất chính xác, đó là giò thủ. Chỉ được cộng 600 điểm nữa. Wow. Thật đáng tiếc cho anh Thái. Giò xào, giò thủ. Đây là giò thủ đúng không ạ? Đây là hình đúng rồi. Giò thủ, món ăn nguội của người Việt Nam chúng ta. Có nhiều màu xen lẫn, rất mịn, giòn, vị béo, làm bằng thịt thủ, thịt chân giò mộc nhĩ và gói vào. Vâng, giò thủ. Nào, mời chị đến với miếng ghép tiếp theo là miếng ghép thứ 10, miếng ghép lớn của phần ăn. Bắt đầu từ miếng ghép sau, nếu ai trả lời được miếng ghép nhỏ sẽ có cơ hội đến với miếng ghép lớn và trả lời ngay ở 5 giây.
phần chọn điểm của anh Thái ạ. Xin mời anh ạ. Hãy bình tĩnh. 100 điểm. 100 điểm. Đây là gì? Hoàng Hướng Dương. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Đây là gì ạ? Pháo. Chưa bình tĩnh. Anh Thái là người có quyền trả lời ạ. Đây là gì ạ? Bình tĩnh, bình tĩnh. Đơn giản lắm. Đây là pháo hoa. Chính xác, pháo hoa. Pháo hoa. Sự kiện chào đón năm mới trong đêm giao thừa và diễn ra ở các thành phố lớn, nhất là ở thủ đô Hà Nội chúng ta thì hay bắn ở bờ hồ, đúng không ạ? Pháo hoa. Nào, xin mời anh Thái đến với miếng ghép thứ 10. Mở một chi tiết. 5 giây để trả lời. Nếu không trả lời thì thôi bỏ qua, còn nếu trả lời sai người bên cạnh được quyền trả lời. Vâng. Xin mời phần chọn điểm của chị Nga ở miếng ghép thứ 7. 250 điểm. Ở những hội làng thì bây giờ vẫn còn giữ. Xin mời chị Nga. Cờ người. Đáp án đúng, cờ người. Một thứ chơi đặc sắc trong dịp Tết. Cờ. Quân cờ là chính con người. Và được mặc những cái bộ quần áo in hình con cờ để di chuyển. Cờ người. Nào mời chị. Cưỡi trâu. Chưa chính xác. Anh Thái. Xin mời phần chọn điểm của chính anh Thái ạ. Vâng, xin mời anh. Miếng ghép thứ 8. 400 điểm. Đây là gì? Đây là gì? Vâng, xin mời chị. Vàng thử lửa. Chưa chính xác. Đây là gì? Xin mời anh Thái ạ. Hóa vàng. Rất chính xác. Hóa vàng. Chuẩn luôn. Hóa vàng. Đốt vàng mã theo quan niệm dân gian cũng được hiểu là bữa cơm cúng tiễn đưa ông bà, những người đã khuất sau 3 ngày về nhà mình ăn Tết. Hóa vàng. Mời anh Thái đến với miếng ghép thứ 10. Và sẽ có 5 giây. 5 giây. Ai đang làm gì? Hết giờ. Miếng ghép thứ 9 cũng là miếng ghép cuối cùng trong phần thi thứ 2. Nào, chị Nga, cố gắng chọn điểm thật cao. 550 điểm, đúng là cao thật. Đây là gì? Xin mời ạ. Hái lộc. Chính xác tuyệt đối, đó chính là hái lộc. Phong tục sau giao thừa. Vâng, bẻ một cành lộc nhỏ để mong năm mới có nhiều tài lộc và vạn sự được tươi tốt. Tuy nhiên là cái việc hái lộc thì là hiện nay thì có nhiều người có lạm dụng cái việc đấy, trở thành bẻ lộc, thậm chí là chặt lộc mang về. Có những người còn nhổ lộc nữa cơ. Thì thực ra là cái hái lộc thì đôi khi nó chỉ là một ánh hoa nhỏ hoặc là một cành nho nhỏ thôi, để nó mang tính tượng trưng là chính. Thì nhiều người cứ nghĩ rằng là mang cả cái cây đại thụ về nhà mình thì lộc càng to. Đó, thì và bây giờ cái đấy đang trở thành một vấn nạn. Chúng tôi đã có nhìn thấy ở những cái chùa thì sau đêm có những vầng sau đêm giao thừa ấy, thì có nhiều các vị sư ra cứ tập dưỡng sinh như này hay tập võ thuật, thì bảo là sao cụ ra đây để tập, bảo vào cái giao thời, nó gọi là vào cái chuyển giao, cái thời điểm chuyển giao thì là tập để hấp thụ khí trời nó rất là tốt, nhưng kỳ thực là các vị đang ra đấy để trông cây. Không cho ai trèo hái lộc cả. Đấy, ví dụ là như thế. Và nhiều người cứ bẻ, thậm chí ở đình ở chùa mà còn bẻ sơ sát ra. Cái hành động này thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải lên án. Và bây giờ, vâng, xin mời anh Thái. Anh sẽ có cơ hội để trả lời trước chị Nga ở miếng ghép thứ 10. Và khi đó thì hãy nhấn chuông. Đây là gì? Tiễn Đông Công lên trời. Chưa chính xác. Xin mời chị Nga còn 5 giây. Ông Nghè. Chưa chính xác. Bây giờ quyền trả lời của hai người chơi là như nhau. Tôi xin gợi ý. Anh Thái vui lòng. Vâng, vâng. Vâng, vâng, vâng. Chị Nga cũng vui lòng. Quên hình đi, hãy nhìn quên gợi ý. Đấy, tôi gợi ý.
bây giờ lại nhìn sang hình. Mọi người nhìn thấy gì ạ? Có mũ cánh chuồn chứng tỏ là quan rồi. Rồi. Mà lại và nhấn chuông. Nhấn chuông. Đây chính là quan họ. Gì ạ? Quan họ. Chính xác. Ôi trời ơi. Hình này cũng dễ không ạ? Vâng, dễ. Tôi đã bảo là cái gì có một cánh chuồn chứng tỏ là ông quan. Mà lại có cái chữ này thì tôi không dám gợi ý thêm nữa. Và đó chính là quan họ. Quan họ. Quan họ ở chúng em già vậy. Và chắc chắn là anh Thái cũng như chị Nga là đều có khả năng hát được quan họ. Đúng không? Quan họ. Dân ca quan họ Bắc Ninh. Làn điệu dân ca Bắc Ninh. Hát giữa. Hát theo dạng đối giữa liền anh và liền chị quan họ. Và với việc trả lời được mấy ghép thứ 10, chị Nga đã được cộng thêm cho mình được 1.500 điểm. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng xem số điểm hai người chơi giành được. Chị Bích Nga đang giành được 4.790 điểm. Anh Quốc Thái phải nói là cũng rất xuất sắc, đặc biệt là trong mấy câu sau, đó là hóa vàng hay hái lộc. Và anh đang lấy lại phong độ của mình, giá như mà đỡ nhường phụ nữ hơn một chút thì chắc chắn anh sẽ có điểm rất cao. Anh Thái đang có 2.190 điểm. Và số điểm này cũng là số điểm rất đáng tự hào và đáng khích lệ. Vâng, chúng ta cùng chúc mừng. Anh Thái thân mến, đầu xuân dù không muốn nhưng chúng ta vẫn phải nói lời chia tay với nhau. Anh sẽ ra về với số tiền tương ứng số điểm anh giành được cộng với quà của chương trình. Xin mời anh. Vâng, anh Thái thân mến, đây là phần quà đầu tiên mà chương trình muốn gửi anh nhân dịp đầu xuân năm mới. Đó là một chiếc thẻ Vietcombank Mastercard. Chắc chắn rằng với một người giữ cương vị như anh và một người có cái rất nhiều những trọng trách như anh thì với chiếc thẻ Vietcombank Mastercard này sẽ giúp ích rất nhiều trong sinh hoạt cũng như là trong công việc. Bởi với chiếc thẻ này là có rất nhiều ưu đãi trong việc sử dụng, đặc biệt là có khả năng thanh toán quốc tế. Vâng ạ, xin gửi tặng anh. Ngoài ra thì đây cũng là những cái phần quà hết sức có ý nghĩa của chương trình. Đó là một cuốn tạp chí Truyền hình Hà Nội số mới nhất. Cảm ơn. Và một quyển lịch bàn của Đài Truyền hình Hà Nội. Vâng, đây là những món quà rất đặc biệt và chắc chắn trong năm mới thì anh sẽ có rất nhiều những công việc phải làm và một cuốn lịch bàn tôi nghĩ là sẽ rất là hữu ích. Vâng, xin gửi tặng anh. Vâng, xin cảm ơn. Và một chiếc đồng hồ đuổi hình bắt chữ. Đây sẽ là một kỷ niệm có thể nói là khó quên đối với anh. Một lần nữa xin chúc anh thật mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thưa quý vị và các bạn, chia tay với anh Quốc Thái, chúng ta đến với chủ nhân chiếc ghế đỏ trong chương trình hôm nay, người đang giành 4.790 điểm, chị Bích Nga. Vâng, xin chúc mừng chị. Năm mới mà tức là có số điểm cao như thế này là phải nói là hết sức đáng tự hào đấy ạ. Vâng. Chị đang có cảm nghĩ như thế nào khi chị là chủ nhân chiếc ghế đỏ? Tôi cũng vui thì cũng vui nhưng mà cảm thấy rất là hồi hộp mà cảm thấy là hơi lo. Lo về chuyện gì ạ? Lo bởi vì là ngồi lên ghế đỏ thì cũng rất là vinh dự nhưng mà chỉ sợ rằng là không trả lời được câu nào. Ôi trời ơi, lo cứ cái về cái yếu tố tâm lý. Nếu mà tâm lý tốt và chúng ta tự tin thì cho chúng ta thêm sức mạnh. Đấy là báo chí, có nhà khoa học bảo thế. Tại vì anh Xuân Bắc biết đấy, như tôi đã giới thiệu đấy, mọi người gọi tôi là Ngố chứ không gọi là Nga. Thế mà bây giờ mà lại lên ghế đỏ mà lại không trả lời được câu nào nữa về thì lại càng bị gọi là Ngố nữa. Không, thế chị giải thích thế nào với số điểm cao này? Đó, đúng không nào? Thế là tưởng Ngố thế thôi nhưng không phải là Ngố. Hoặc lúc nào cần Ngố mới Ngố, còn lại là không Ngố tí nào. Ngố lắm đấy. Dạ, Ngố lắm đấy ạ. Vâng, thường những người nói là tớ Ngố lắm thì lại là không Ngố. Còn những người mà tớ thông minh, đừng đùa với tớ thì lại là rất Ngố. Tôi đồ rằng như vậy. Và bây giờ xin mời chị đến với chiếc ghế đỏ của mình. Xin mời. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ 3 của chương trình. Đó chính là đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Vâng. Đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Chị Nga thân mến, chị không phải quá lo lắng bởi vì chị đang giành số điểm rất là cao rồi. Và với khả năng của chị thì tôi tin rằng chị sẽ trả lời được tối thiểu là 4 câu. Cảm ơn. Thế còn câu thứ 5 thì chưa biết thế nào. Chị đừng có sợ là mình không trả lời được câu nào.
sẵn sàng. Một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu. Chị chọn chữ đi ạ. Chữ gì ạ? Chữ gì? Chữ M. Chữ M, xin mời. Đây là gì? Dễ lắm, đơn giản cực kỳ. Công ông táo. Chưa chính xác, hai người đang... Công ông táo. Gì ạ? Cúng ông công ông táo. Rất chính xác, khó nhất đã vượt qua rồi. Câu M đã xong rồi, cố gắng thắng tuyệt đối đi. Cố gắng. Tiếp theo. Chữ G. Chữ G, xin mời. Quyết định đi theo đường chéo. Chữ G. G. Cây nêu ngày Tết. Gì ạ? Cây nêu ngày Tết. Cây nêu ngày Tết, hoàn toàn chính xác. Vâng. Tiếp tục. Chữ A. Chữ A. Đây là gì? Đây là cái gì? Mùa xuân chim én. Không có con chim én nữa cả, họ bắn hết rồi. Vâng. À đấy có, đây đấy, là lại có một đàn mới thả. Vâng. Đây là gì ạ? Đây là gì? Bỏ qua. Nào, theo đường chéo. S gì? Đây là gì? Mưa xuân. Gì ạ? Mưa xuân. Hoàn toàn đúng, đó chính là mưa xuân. Đây là gì? Đây là gì? Bỏ qua. Nào, quay lại. Quay lại chữ A. Đây là gì? Chúng ta đang sống trong những hai từ, những gì? Hai từ. Ngày Tết rất chính xác. Ngày Tết hết rồi. Úi dồi ôi. Chúng ta đang sống trong những ngày Tết. Vâng, xin chúc mừng chị. Vâng, xin mời chị. Vì sao tôi nói câu chúc mừng? Bởi vì đúng như là lời tôi nói, với khả năng của chị thì tối thiểu chị sẽ trả lời được 4 câu, và quả nhiên chị trả lời được 4 câu thật. Ôi tôi phục tôi quá. Tôi rất tiếc là câu cuối cùng chị không trả lời được, nếu không thì chị sẽ là một người có thể nói là cực kỳ ấn tượng. Không chỉ cho ngày đầu xuân mới đâu, mà tôi nghĩ rằng là cho cả những năm vừa rồi nữa. Là bởi vì là ít người nào, gần đây là ít có người nào chiến thắng một cách tuyệt đối, hoặc có thắng thì chỉ ở giải 5 triệu đồng thôi. Vâng. Mà chị chọn mạnh dạn. Vâng. Tôi cái chữ Y ở Tết cơm mới khó quá, đúng không ạ? Vâng. Tổng số điểm của chị bây giờ là 5.990 điểm, một số điểm rất đáng khích lệ, một tràng vỗ tay thật lớn. Và bây giờ là những phần quà của chương trình gửi tặng cho chị. Vâng, đầu tiên là một chiếc thẻ Vietcombank Mastercard. Vâng. Gửi tặng chị. Cảm ơn chương trình. Những cuốn tạp chí Truyền hình Hà Nội rất đẹp, được thiết kế có thể nói là vừa hiện đại vừa cổ kính. Vâng, cảm ơn. Vâng, còn đây là chiếc đồng hồ, cái này thì 100% hiện đại rồi. Vâng, đuổi hình bắt chữ kỷ niệm không thể nào quên. Cảm ơn chương trình. Vâng, một lần nữa nhân dịp năm mới xin chúc chị luôn luôn mạnh khỏe. Vâng. Trẻ, xinh đẹp và hạnh phúc. Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn chương trình. Chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi hình bắt chữ. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất, được phát sóng thường xuyên vào tối thứ Bảy hàng tuần. Và nhân dịp năm mới, một lần nữa chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.